trong vụ sập cửa hàng tiện lợi tại quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin tại hiện trường thì đã có một nạn nhân nữ tử vong khi đưa đi cấp cứu. Vụ việc được xác định do lượng hàng để trên tầng lầu quá tải dẫn đến sập sàn sắt. Tầng trên của cửa hàng được xây dựng bằng sắt. Công tác cứu nạn gặp khó khăn do kết cấu thép của sàn bị thay đổi. Hàng hóa lớn đè chắn các lối nên phải dùng nhiều thiết bị chằng chống mới có thể tiếp cận nạn nhân. Với nữ sinh bị mắc kẹt bên trong, khi lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài đã bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu. Thông tin từ trung tâm cấp cứu 115, thời điểm tiếp nhận tại hiện trường, nạn nhân nữ đã ngưng tim. Các bác sĩ đưa lên xe cấp cứu vừa nỗ lực hồi sinh tim, phổi, vừa nhanh chóng đưa vào bệnh viện gần nhất. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện quận 4 nhưng không qua khỏi. Trước đó sáng cùng ngày, nhiều nhân viên và khách hàng đang mua sắm ở tầng trệt của cửa hàng Circle K trên đường Vĩnh Hội thì bất ngờ sàn của kho tầng 1 đổ sập, đè nhiều người. Vụ việc khiến nhiều người không kịp thoát ra ngoài.